Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Tác dụng thứ 11, bảo vệ chức năng gan, thận. Tạp chí Journal of Zhejiang University Science B có bài viết như sau: thành phần tự nhiên trong hoa đậu biếc thúc đẩy đào thải acetaminophen, một loại hoạt chất gây ra các tổn thương ở mô thận và giúp giải độc, bảo vệ chức năng gan. Tác dụng thứ 12, hỗ trợ điều trị loét dạ dày. Các nhà khoa học đã thí nghiệm trên chuột và nhận thấy khi sử dụng chiết xuất của hoa đậu biếc thì các chỉ số vết loét, thông số pH, lượng tiết axit dạ dày giảm đi đáng kể. Đây được coi là dấu hiệu vui về khả năng hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa của hoa đậu biếc. Tác dụng thứ 13, làm màu thực phẩm cho món ăn. Các bạn chỉ cần lấy hoa đậu biếc loại sấy khô đấy, bột hoặc tươi đều được, rồi ngâm vào nước trong vòng 5 phút để tạo ra một loại nước có màu xanh tuyệt đẹp, không có mùi, không có vị. Bạn có thể sử dụng thay thế màu tổng hợp để làm thành nhiều món ăn ngon như rau câu, sữa, sinh tố, trà, xôi, bánh, mứt, vừa đẹp mắt vừa tốt cho sức khỏe. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.